xe, cái chỗ này là chỗ thay bánh xe này. Ai mà cần thay bánh xe mới thì vô đây. Ở đây là mấy cái bánh cookie. Cái bánh cookie này 5 đồng 98 sen một dĩ rồi nè, nhiều lắm á. Mà mình mua cái đi con mình cũng thích ăn. Mua cái này đi con mình thích ăn. Mấy cái này là muffin, con mình không thích ăn muffin. Ăn cookie thì thích. Cái này brownie quá. Brownie một dĩ này là 4 đồng 98 sen một dĩ. Đây cũng có bán tivi nữa nè. Cái này là 1.497 đồng 99 sen. Tám mươi hai in bự lắm á. Bên đây con cái này nè, bên đây là 1.777 đồng 99 sen. Hiệu này là hiệu Samsung. Đây, mấy cái tivi cũng nhiều lắm. Mấy cái thùng cooler để đựng đồ biển hay là đi đâu xa mình bỏ đồ vô mình đựng được. Cái thùng này là 89 đồng 94 sen, bự nè, bự chà bá luôn. Thường ai mà cần mua cặp vở cho con mình đi học này, trong đây nó cũng có bán luôn nha. Đi xuống đây mua đồ. Ai cần niệm mua vô đây mua niệm. Hôm nay có bán niệm luôn. 45 cuộn giấy đi cầu này là 20 đồng 73 sen. Cuộn này mà giấy chùi tay để lên máy mình, để mình ấy xuống nè, kéo xuống nè. 35 đồng 89 sen. Trong đây có 6 cuộn. Cái này mình dùng cho tiệm nail của mình á. Còn ở đây là giấy chùi tay 45 cuộn. Mà không để giá ta. 45 cuộn là bao nhiêu? 45 cuộn 19 đồng. 19 đồng 89 sen. Ở trong đây cái gì cũng 89 sen. Ở đây nó treo giấy là nó nói là chỉ mua được một cái thôi, chỉ mua được một thùng thôi hay là một bọc thôi. Mấy cái này là mấy cái bọc được gác, tổng cộng 200 cái mà 14 đồng 68 sen. Cái này là mấy cái chén muỗng này mình ăn rồi mình dục á, 300 cái 9 đồng 89 sen. Còn ở đây thì mấy cái dĩa bên đây 200 cái 10 đồng dĩa bự này. Còn cái này 250 cái 13 đồng. Đi thôi. Vô trong đây mình kiếm gạo, mua gạo. Nhà hết gạo rồi. Mà nghe nói là người đưa mua được con bao à. Giờ mua thôi. Nãy giờ thấy đầy xe rồi. Thường thường lấy cái xe kia kéo nó dễ hơn. Mà nhìn nãy giờ không thấy. Vô đây tính mua đồ nhiều lắm. Nhưng mà hết cái xe bự rồi.
đi mà nên mỗi lần ginh máy này mà anh chết. Giờ gạo không biết để đâu, đổi chỗ, nhìn coi. Dưa leo nè, dưa leo ngâm chua kiểu Mỹ nè. Này gạo nè. Ủa này nó có limit không ta? Gạo này mua này 25 pound. 17 đồng 98 sen. Còn cái này 50 pound. 33 đồng 98 sen. Cái này nó cho mua mấy bao đây ta? Để sắp hết nổi rồi. Để sắp hết nổi rồi mọi người ơi. Đào dĩa hấu. Nhà mình hết tỏi rồi, để mình kiếm tỏi rồi. Của hổm gửi, bạn nó mua mà hết rồi. Hôm nay cũng không thấy luôn. Mua bịch về cho mấy đứa nhỏ nó ăn thôi. Hết chỗ để thùng. Cái hũ treo này là 9 đồng 89. Ngon quá ha. 3 đồng mấy, tính ra 3 đồng mấy một thao. Mình thích ăn cherry lắm. Một hồi là ginh đồ ra là té xỉu luôn cho coi. Lâu lâu mình kêu con mình đi chung. Lâu lâu mình cũng đi mình nên vậy đó. Cái này nó hơi nhỏ hơn nữa. Lựa mấy ngày cũng hơi xui rồi, nhưng mà thì cũng bắt chước lựa lựa vậy thôi chứ mua đại chứ không quẹt. Cái xài, trái xài này là 5 đồng 89 một thùng này nha, một thùng này nè 5 đồng. Con mình thích ăn cái này chắc mình mua hai thùng này về ăn. Thôi, chắc đi ra rồi. Ra về. Bịt tôm này 19 đồng 89 sen. Ở trong đây lúc nào cũng vậy, 89 sen, 89 sen trong vậy. Rồi, chưa hết nổi rồi. Nè, mua xong rồi nè. Còn mấy cái mà chưa có định mua nữa, nhưng mà ginh không nổi nữa rồi. Không có chỗ để rồi. À, cái này cần cua quần đế nè. 36 đồng 97 sen. Cái này cái nào cũng ba mấy đồng. Cái này 42 đồng 98 sen. Cái này
42 đồng 22 cent. Lấy cái này ha. Mua cái này. Đi về. Này là kem đánh răng mự động 98 cent. Mua này đi. Thôi bây giờ ra tính tiền. Thôi đi về. Giờ ra tính tiền nha. Bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã coi clip này nha. Nhớ ủng hộ China Family Cuộc Sống Mỹ nha. Chúc mọi người một ngày được vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Giờ đang xếp hàng mua gà chiên cho mấy đứa nhỏ đang, tại hồi nãy đi chợ sang lớp về trễ quá rồi, sẵn đây mua gà Popeye chicken cho ăn luôn khỏi nấu. Giờ mình đang đợi xếp hàng để trả tiền để lấy đồ ăn. Cái Popeye chicken này nó nổi tiếng ở Louisiana lắm, bây giờ nó mới mở đây khoảng 2 tháng mấy hả? Mà ngày đầu nó mở hả? Trời ơi, đợi quá trời đợi luôn, mấy tiếng đồng hồ còn chưa tới phiên của mình nữa. Lâu lâu thì cũng ghé mua cho con mình ăn, từ nhỏ thì nó thích lắm, còn mình lâu lâu ăn thôi chứ ngán, ăn không nổi, ăn không nổi ông bài cũng nổi đâu. Xong rồi tổng cộng hết mình mua là 33 đồng 16 xu. Nhỏ tính tiền lại thì nó chưa mua gì, nó rẻ hơn, lại tính mua 16 miếng thêm 2 phần ăn riêng nữa là 39 đồng, tính thế là 4 mấy đồng, mà nó nói mua về rẻ hơn nè, mua về tính ra chỉ có 33 đồng 16 xu. Mình mua gà chỗ này nè, Popeye Louisiana style. Giờ về tới nhà đây, bây giờ mình dọn cho con mình ăn. Mình để cái hộp kia vô cái hộp này luôn. Cái gà này nè, Popeye chicken. What's up y'all? This is the country fried chicken. You eat the chicken and it's like this. I don't know where it's putting it. How does chicken taste? Very good. Very good chicken. Very good. Very good. Thank you for watching. Please subscribe.